Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Công bố quyết định quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng. Tiếp tục đẩy mạnh quy chế giám sát và phản biện xã hội. Thủy lợi ở Đam Rông trong mùa khô. Năng suất lao động của Việt Nam ở mức thấp. Làm giàu từ mô hình nông nghiệp tổng hợp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đại diện Văn phòng Chính phủ. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các địa phương, các sở ban ngành của tỉnh và các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh rằng, buổi lễ công bố này là dịp để thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân, các địa phương và doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như kết hợp nghe ý kiến của các nhà quản lý, nhà đầu tư trong việc phát triển tỉnh Lâm Đồng nhanh và bền vững. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi lập quy hoạch toàn tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 9.780 km2, bao gồm 12 đơn vị hành chính, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và 10 huyện. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 19 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại 1, 1 đô thị loại 2, 6 đô thị loại 4 và 11 đô thị loại 5. Trong đó, thành phố Đà Lạt là đô thị loại 1, đáp ứng các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế Nam Tây Nguyên. Về đô thị trung tâm tiểu vùng, thành phố Bảo Lộc là đô thị hạt nhân phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, trung tâm dịch vụ thương mại hỗn hợp, trung tâm văn hóa thể thao cấp quốc gia, trung tâm nông nghiệp chuyên canh theo hướng công nghệ cao, trung tâm dịch vụ du lịch cấp vùng và quốc gia, trung tâm y tế và giáo dục đào tạo cấp vùng, trung tâm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cấp vùng và quốc gia. Lâm Đồng là trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao trên thị trường quốc tế. Hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao, các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển làng hoa, làng nghề truyền thống, xây dựng làng đô thị xanh và phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp. Định hướng phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu liên kết vùng để đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, sự phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn có ý nghĩa đối với vùng Tây Nguyên và cả nước. Quy hoạch này cũng xác định tầm nhìn mới, khẳng định tính chất và vai trò của tỉnh Lâm Đồng. Với những tài nguyên và thế mạnh của địa phương, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành triển khai các công việc cụ thể, triển khai những chương trình ưu tiên theo từng giai đoạn phù hợp. Ta phải ban hành sớm cái quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng tỉnh Lâm Đồng. Thứ hai là triển khai lập điều chỉnh các cái quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch xây dựng nông thôn để cụ thể hóa các cái nội dung của đồ án mà đã được Thủ tướng phê duyệt. Và xây dựng các cái công cụ kiểm soát đất đai, đặc biệt là tài nguyên rừng, cảnh quan tự nhiên mặt nước, chính sách ưu đãi, đầu tư cho từng khu vực đặc thù và tạo điều kiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Xây dựng các cái chính sách để tạo nguồn vốn, có chương trình đặc biệt thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các cái tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kết nối các khu đô thị, khu vực trên địa bàn tỉnh. Và nghiên cứu để tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị của các cái thành phố, thị xã trong vùng, lập thiết kế đô thị để làm công cụ quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị trong vùng theo hướng phát triển hiện đại, thân thiện với môi trường và giữ được cái công trình kiến trúc có giá trị văn hóa lịch sử và những cái nét đặc trưng riêng của tỉnh Lâm Đồng và đặc biệt là của thành phố Đà Lạt. Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng và để quy hoạch đi vào cuộc sống, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có những chỉ đạo cụ thể cho các sở ngành và các địa phương trong việc thực hiện quy hoạch. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan, với Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc là tiếp tục thực hiện công bố, công khai đồ án quy hoạch trên địa bàn của các huyện, các thành phố.
đồng thời thông qua các hình thức thông tin tuyên truyền thích hợp để giới thiệu đồ án đến với cả hệ thống chính trị và nhân dân ở các địa phương, đến với các nhà đầu tư, với các doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. Cần phối hợp với các đơn vị tư vấn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 như phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng xây dựng vừa qua. Cần tập trung hoàn thiện chương trình phát triển đô thị của tỉnh Lâm Đồng, hồ sơ khu vực phát triển đô thị trình thẩm định phê duyệt theo quy định, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở ngành và các địa phương lập quy hoạch đô thị tiếp theo để cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng và ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc của các đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định. Giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các sở ngành có liên quan với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc là cần tập trung tổ chức ra soát các quy hoạch chuyên ngành, các quy hoạch dự án đã và đang triển khai, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về lộ trình, về biện pháp để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, từ đó đề xuất các chủ trương, các cơ chế, các chính sách thuận lợi để chúng ta tập trung thu hút đầu tư, cụ thể hóa các chương trình, các dự án ưu tiên đầu tư theo đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc xây dựng và phát triển vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ giúp địa phương trở thành vùng kinh tế động lực của khu vực Tây Nguyên, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và theo hướng hiện đại. Đồng thời, nơi đây cũng sẽ là trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Phát triển các ngành du lịch, phát triển hệ thống đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển hệ thống giáo dục đào tạo và trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả vùng, đảm bảo quốc phòng và an ninh. Cũng trong ngày hôm nay tại Văn phòng Tỉnh ủy, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa 11 về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Cùng tham dự có lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh. Thực hiện quyết định 217-218 của Bộ Chính trị 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tỉnh đã chủ động sáng tạo, tổ chức các hoạt động chương trình giám sát xây dựng đảng, xây dựng chính quyền phù hợp hiến pháp, luật tổ chức chính phủ, luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng với giám sát định kỳ, việc giám sát theo yêu cầu ở các địa phương được thực hiện thường xuyên đồng bộ. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức giám sát 257 cuộc với 84 nội dung, bao gồm giám sát định kỳ việc tiếp thu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện giám sát trên 2.500 cuộc. Giá trị thu hồi sai phạm bằng tiền gần 84 tỷ đồng. Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát hơn 2.650 công trình, thu hồi hơn 650 triệu đồng, đồng thời phát hiện 69 dự án đầu tư xây dựng vi phạm trong đầu tư. Qua công tác giám sát, phản biện xã hội, nhiều lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chính sách với người có công, bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội, thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, giải quyết khiếu nại tố cáo, chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế, giám sát liên thông các dự án về du lịch, cấp giấy quyền sử dụng đất cho người dân, được tháo gỡ. Chính quyền và ngành chức năng vào cuộc giải quyết, từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt tính nhân dân được phát huy. Hội nghị đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, giám sát một số lĩnh vực về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, quy chế phối hợp trong giám sát, phản biện xã hội, nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa khẳng định kết quả 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 217-218 của Bộ Chính trị. Trong đó ghi nhận sự phối hợp đồng bộ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể cùng với chính quyền trong thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát huy tính nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, chú trọng công tác giám sát, phản biện, đối thoại, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo,
không để kéo dài. Trong công tác giám sát cần tập trung những lĩnh vực vấn đề được cử tri và nhân dân kiến nghị, đồng thời nâng cao công tác phản biện, thể hiện rõ nét đại diện bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, thực hiện phản biện đáp ứng thông tin dư luận. Nâng cao trách nhiệm hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đây là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện toàn diện của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội. Kết quả thể hiện trách nhiệm, tính đồng thuận cao của toàn xã hội đối với quy chế giám sát và phản biện xã hội trong tỉnh. Sự kịp thời vào cuộc đồng nhất, chọn lĩnh vực để triển khai cho thấy sự sáng tạo trong triển khai. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện, đó là chất lượng, hiệu quả, công tác giám sát, phản biện xã hội chưa cao, chủ đề giám sát, đối tượng giám sát ở cơ sở còn sự chồng chéo về nội dung. Quy chế phối hợp, công tác lãnh đạo điều hành của chính quyền chưa thực chất. Việc giải trình, giải quyết kiến nghị, phản biện chưa đi vào chiều sâu, tính thực chất của công việc cụ thể. Đồng chí Trần Đức Quận đề nghị trong thời gian tới, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quyết định 217-218 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội. Chính quyền các cấp cần tăng cường phối hợp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân. Trên cơ sở đó, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Để làm được điều này, thì trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần được phát huy. Trong giám sát, cần chọn vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm. Cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của tỉnh tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng cái quyết định 27-28 của Bộ Chính trị và các cái quy định, các cái quyết định của Trung ương, cũng như những văn bản quy định của chính phủ, tức là của Quốc hội và chính phủ về thực hiện giám sát phản biện xã hội, để làm cho nhân dân hiểu sâu hơn, nhận thức cao hơn, kể cả cán bộ đảng viên xem đây là một cái nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cả hệ thống chính trị chúng ta từ tỉnh xuống cơ sở. Cách thức chúng ta làm không phải ban hành một quyết định lớn hay khác, tôi nói các anh chị đã giám sát nhân dân rồi đó, thì mình xem thử những vấn đề gì mà nhân dân quan tâm nhiều, cần phải tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cái cuộc tiếp dân, đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với tổ chức và cá nhân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Đức Quận đề nghị Mặt trận Tổ quốc cần nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở về công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các cấp các ngành tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức, xây dựng kế hoạch thực hiện, chú trọng làm tốt công tác tham mưu với mục tiêu từng bước đa dạng hóa nội dung lĩnh vực giám sát, phản biện xã hội theo đúng quyết định 217-218 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Cần tăng cường công tác quản lý các công trình thủy lợi và nâng cao ý thức của người dân về sử dụng nước tiết kiệm để mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất cho người dân. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng nay ngày 22 tháng 3, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, đối với hợp phần 2, quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV. Theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, đối với hợp phần 2, quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV, thì trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025, tổng nguồn vốn để đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trên địa bàn tỉnh là trên 2.100 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn đầu tư trên 1.440 tỷ đồng. Với việc xây dựng mới 51 tuyến trung áp, trên 640 km đường dây trung áp, nâng cấp lưới điện trung hạ áp, đồng thời xây dựng mới các trạm biến áp 22/0.4 kV, riêng trong giai đoạn 2021 đến năm 2025 sẽ xây dựng mới gần 600 km đường dây trung áp, trên 1.500 km lưới điện phân phối hạ áp, xây dựng mới cho cả hai giai đoạn. Dự kiến tổng quỹ đất sử dụng để xây dựng các công trình lưới điện trên địa bàn khoảng 5.000 hectare.
Thông qua việc công bố quy hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh, không chỉ giúp cho ngành chức năng của tỉnh và các phòng ban chuyên môn, các huyện, thành phố nắm vững, từ đó tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện tại các địa phương đạt kết quả cao. Qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống điện trên địa bàn, đồng bộ giữa nguồn và lưới điện, đảm bảo cung cấp nguồn điện một cách ổn định liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhờ chú trọng công tác duy tu nâng cấp các công trình thủy lợi nên trong mùa khô năm nay, tuy thời tiết diễn biến khá phức tạp, nắng nóng gay gắt, nhưng hầu hết diện tích cây trồng trên địa bàn huyện Đam Rông vẫn đảm bảo nguồn nước, tạo điều kiện cho người dân thuận lợi trong phát triển sản xuất, ổn định diện tích cây trồng tại địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tuy mùa khô kéo dài hơn 2 tháng qua, nhưng 2 hectare cà phê của gia đình ông Đinh Văn Nhự ở thôn Phi Có, xã Đà Rời Sam, huyện Đam Rông vẫn sinh trưởng phát triển tốt, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay. Có được kết quả này chính là nhờ hệ thống mương dẫn nước được cung cấp từ công trình thủy lợi hồ chứa nước Nà Chao. Công trình này sau khi hoàn thành cách đây 3 năm, cung cấp nước cho gần 1.000 hectare cây trồng ở xã Đà Rời Sam. Được nhà nước đầu tư công trình phúc lợi chạy qua mấy thôn ở xã Đà San đây thì nhu cầu chống hạn tưới cây ngắn ngày hàng năm và cây công nghiệp của dân thì rất là phấn khởi. Nhân dân là có ý thức để bảo vệ kênh mương thủy lợi để phục vụ cho tưới tiêu được đảm bảo, không để nguồn nước thiếu. Thì rất cảm ơn nhà nước đã quan tâm. Năm nay là nắng hạn, khô hạn, như thế mà nguồn nước của tuyến kênh mương của mình là phát huy tốt. Thả nước theo cái tuyến kênh là bà con nhân dân phục vụ tưới tiêu chống hạn trong mùa khô hạn năm nay, đặc biệt là tháng 3 này là năm nay là Tây Nguyên là có dự báo là khô hạn El Nino xảy ra, nên là cái tuyến kênh của mình là phục vụ tốt cho bà con nhân dân. Hiện nay trên địa bàn huyện Đam Rông có 80 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, trong đó 20 công trình được đầu tư nâng cấp kiên cố hóa, còn lại là công trình tạm kênh đất, khoảng 1.200 ao hồ nhỏ. Tổng diện tích được tưới chủ động đạt trên 4.000 ha, chiếm khoảng 60% diện tích gieo trồng trên toàn huyện. Bên cạnh việc tập trung các nguồn vốn, địa phương đã chú trọng huy động công lao động của người dân nhằm nạo vét, nâng cấp và xây dựng các công trình thủy lợi để chủ động nguồn nước tưới trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Đam Rông đã tổ chức các đợt kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị được giao quản lý, nâng cao trách nhiệm để công trình vận hành hiệu quả, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ các công trình thủy lợi, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm. Đối với công trình được đầu tư xây dựng nay xuống cấp hoặc ngừng hoạt động, đơn vị đã đề xuất trình Ủy ban dân huyện có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp và quản lý vận hành theo quy định. Còn các diện tích sản xuất nông nghiệp không được cung cấp đủ nguồn nước, ngành chức năng huyện Đam Rông tuyên truyền người dân chuyển đổi cây trồng cho phù hợp với điều kiện thời tiết khô hạn hiện nay. Qua cái quá trình được đưa vào sử dụng thì các cái công trình thủy lợi này đã phát huy hiệu quả đầu tư và đã đảm bảo cái việc là cung cấp nước tưới, đặc biệt là trong mùa khô cho những cái diện tích mà cây công nghiệp trên địa bàn huyện. Thì qua cái việc đầu tư thì đã góp phần là đảm bảo nước tưới và nâng cao cái năng suất và cải thiện, góp phần nâng cao thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện. Đặc song song cái việc là đầu tư là các cái kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện, thì trong đó là tỉnh đã quan tâm đầu tư hàng năm có phân bổ nguồn kinh phí để đầu tư là các cái hệ thống ao hồ nhỏ theo quyết định 1758 đối những cái khu vực mà không phát triển và đầu tư được các công trình đó. Qua đó thì đã góp phần tăng nâng cao cái tỷ lệ tưới và phục vụ là tưới cho các cái diện tích trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong những mùa khô hạn. Cùng với sự đầu tư quan tâm của nhà nước, tăng cường công tác quản lý các công trình thủy lợi và nâng cao ý thức của người dân về sử dụng nước tiết kiệm cũng chính là mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất cho người dân, giảm thiểu tối đa diện tích cây trồng bị thiệt hại trong mùa khô năm 2019 ở huyện Đam Rông nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Sáng ngày 22 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng kỹ thuật trong phẫu thuật cuộc sống. Tại hội thảo, các đại biểu đã được các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ngoại thần kinh đến từ một số bệnh viện lớn Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm về kỹ thuật mổ giải ép xâm lấn tối thiểu ghép nẹp vít qua da, đồng thời thực hành ứng dụng kỹ thuật mới này trên sa bôn. Theo các bác sĩ chuyên gia trong lĩnh vực này, kỹ thuật mổ giải ép xâm lấn tối thiểu ghép nẹp vít qua da chỉ với vài mét mổ nhỏ, các hệ thống dụng cụ được đặt vào cố định các đốt sống lại với nhau. Ngoài những ưu điểm nêu trên, nẹp vít qua da còn giúp người bệnh mau chóng phục hồi, vết sẹo mổ nhỏ, tính thẩm mỹ cao. Thông qua hội thảo, tạo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng có thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, từ đó thực hiện tốt các ca phẫu thuật cuộc sống cho bệnh nhân.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi với 4 nội dung tự giới thiệu, trang phục, kiến thức và năng khiếu, chiều ngày 21 tháng 3, hội thi Phụ nữ Công an tỉnh Đông Đồng năng động sáng tạo Trung hậu đám đang lần thứ 3 năm 2019 đã kết thúc tốt đẹp. Theo đánh giá của ban giám khảo, các đội dự thi đều có sự đầu tư, có sự sáng tạo, nổi bật được nét đẹp truyền thống hiện đại của người phụ nữ Việt Nam nói chung, người phụ nữ Công an nhân dân nói riêng. Kết quả giải đặc biệt đã được trao cho đội thi của Hội Phụ nữ cơ sở xây dựng lực lượng. Giải nhất của cuộc thi thuộc về đội thi của Hội Phụ nữ cơ sở BV06, hai giải nhì thuộc về đội thi của Hội Phụ nữ cơ sở phòng BV01 và đội thi của Hội Phụ nữ cơ sở Công an thành phố Đà Lạt. Ba giải ba thuộc về đội thi Hội Phụ nữ cơ sở phòng BH10, đội thi Hội Phụ nữ cơ sở Công an thành phố Bảo Lộc và đội thi Hội Phụ nữ cơ sở phòng BC08. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 17 giải khuyến khích và 9 giải phụ cho các đội thi và các cá nhân hoàn thành xuất sắc các phần thi trong hội thi lần này. Sáng ngày 22 tháng 3 tại huyện Đức Trọng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2 tổ chức trao thưởng chương trình khuyến mại Niềm vui bất tận, xế hộp du xuân cho các khách hàng sử dụng dịch vụ tại các điểm giao dịch của ngân hàng trên địa bàn. Theo đó, tại chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm dự thưởng khuyến mại Niềm vui bất tận, xế hộp du xuân được quay số vào ngày 18 tháng 3 năm 2019. Khách hàng Đặng Thị Minh Tâm ở huyện Đạ Oai là khách hàng may mắn khi trúng thưởng giải đặc biệt là một chiếc xe Mazda 2, dòng xe sedan trị giá 517 triệu đồng. Khách hàng Lê Thị Liên, phòng giao dịch Ninh Gia, huyện Đức Trọng trúng giải nhất một chiếc xe SH trị giá trên 89 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai giải nhất là hai chiếc xe Airblade, mỗi chiếc trị giá 45 triệu đồng. 5 giải ba mỗi giải một TV trị giá trên 18 triệu đồng cho các khách hàng may mắn trúng thưởng. Được biết, chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm dự thưởng khuyến mại Niềm vui bất tận, xế hộp du xuân của ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2 được diễn ra từ ngày 16 tháng 11 năm 2018 đến ngày 16 tháng 3 năm 2019 tại các điểm giao dịch của Agribank Lâm Đồng 2. Tiền gửi tiết kiệm dự thưởng áp dụng cho các cá nhân với các loại tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 4 tháng, 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng bằng Việt Nam đồng. Những nội dung chính phần tin trong nước. Việt Nam cần tăng cường liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước, đẩy mạnh nâng cao năng suất lao động và tìm các chính sách hỗ trợ hiệu quả để cải thiện năng suất lao động. Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, năng suất lao động chưa cao và chủ yếu vẫn tăng theo chiều rộng là những vấn đề được các chuyên gia doanh nghiệp đưa ra bàn thảo tại hội thảo cải thiện năng suất lao động Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Theo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, dù đã tăng điểm nhưng Việt Nam đã tụt 3 bậc, xếp hạng từ 77 trên 140 nền kinh tế năm 2018. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy, năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 1 phần 16 so với Singapore và bằng 1 phần 2 so với Philippines. Năng suất lao động của Việt Nam có tăng nhưng theo chiều rộng và chưa theo chiều sâu. Nhiều ý kiến cho rằng, để cải thiện năng suất lao động, Việt Nam cần tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nước và FDI, nâng cao năng suất lao động và chính phủ cần đưa ra chính sách hỗ trợ hiệu quả, lựa chọn lĩnh vực, đối tượng ưu tiên. Phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp chất lượng cao, các nhà hoạch định chính sách phải có năng lực tốt, không ngừng nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, chiều ngày 18 tháng 3, trên diện tích thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắc Đoa đã xuất hiện cháy rừng trên dọc tuyến đường xã Đắc Sơ Mây và xã Hà Đông. Theo thống kê sơ bộ, vụ cháy rừng này cho đến nay đã làm cho trên 10 hectare rừng bị thiêu trụi và gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng của người dân. Cùng với công tác chữa cháy rừng, huyện Đắc Đoa đã tiến hành thống kê cụ thể diện tích bị cháy để có hướng hỗ trợ cho người dân. Khoảng 5 sào bời lời của gia đình ông Liêu, làng Côn Ma Ha, xã Hà Đông nằm sát ngay bên trục đường chính vào xã đã bị cháy khô do bị cháy lan từ những đám cháy rừng bên cạnh. Dù chưa đến kỳ khai thác, song nay gia đình ông cũng phải chặt hạ để cào vỏ bán vì không còn khả năng phục hồi và tái sinh cho những năm tiếp theo. Theo thống kê, cháy rừng diễn ra trong hai ngày 18-19 tháng 3, huyện Đắc Đoa đã cháy lan và gây thiệt hại 1.400 m2 rừng keo và 7.000 m2 bời lời cao su của người dân. Hiện nay, huyện Đắc Đoa cũng đã thống kê cụ thể diện tích từng hộ gia đình để có hướng hỗ trợ cho người dân. Ngoài ra, cũng yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với những người có liên quan trong sự việc. Trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắc Đoa, trong lúc đốt rừng,
có điều khiển, song lại cháy lan sang diện tích cây trồng của người dân nhưng không kịp thời thống kê báo cáo. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho hạt kiểm lâm cùng với lại phòng nông nghiệp, cùng với lại xã Hà Đông, cùng với ban quản lý thống kê lại để rồi là có cái hỗ trợ, cái bồi thường cho bà con và có triển khai trong cái kế hoạch trồng rừng năm 2019. Ở góc độ địa phương thì chúng tôi đã có cái văn bản chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với đồng chí chủ tịch ủy ban xã Hà Đông và các cái công chức liên quan đến trong cái việc mà cũng trong cái việc mà ảnh hưởng đến cái diện tích bời lời của bà con nhưng mà lại chưa có báo cáo và báo cáo cũng rất chậm. Hiện nay người dân vẫn đang tiếp tục đốt rẫy nên nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Do đó chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng và lực lượng kiểm lâm đã và đang tiến hành làm bờ ranh cản lửa, ngăn không để cháy lan vào rừng, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn không để bùng phát thêm các điểm cháy. Hàng trăm hình ảnh tư liệu hiện vật về cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân Hà Nội, Hải Phòng trong cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của quân đội Mỹ vào năm 1972 vừa được giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước tại triển lãm Tìm về ký ức, khai mạc ngày 21 tháng 3 tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm Tìm về ký ức do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò Hà Nội thực hiện từ nay đến tháng 5 năm 2019, nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 250 hình ảnh tư liệu hiện vật được sắp xếp theo 4 nội dung: đối mặt với B-52, khách sạn Hilton Hà Nội, ngày trở về và xây đắp tương lai, nhằm giúp công chúng cảm nhận sâu sắc hơn sự khốc liệt của chiến tranh về cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội, Hải Phòng trong cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của quân đội Mỹ năm 1972. Cùng với đó là câu chuyện của những người trở về sau cuộc chiến ở cả hai bên chiến tuyến, mang đến nhiều câu chuyện thời chiến đầy bất ngờ và giàu tính nhân văn. Phần cuối của chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chị Trịnh A Nhịp tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, điển hình phụ nữ thời đại dám nghĩ, dám làm, vượt khó làm giàu từ đôi bàn tay trắng. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ làm ăn, sáng tạo trong canh tác nông nghiệp, gia đình chị Trịnh A Nhịp, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đã dám nghĩ, dám làm, dùng những đồng vốn tích góp từ trồng cà phê để làm đại lý cung cấp phân bón, thu mua cà phê cho nông dân địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ở thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, chẳng ai là không biết đến gia đình chị Trịnh A Nhịp bởi sự đảm đang tháo vát của chị. Hiện vợ chồng chị đang canh tác hơn 10 hectare cà phê xen canh cùng tiêu, sầu riêng, bơ, chuối và mắc cà. Riêng cà phê đã cho anh chị doanh thu 25 tấn. Tiêu mới trồng nên chị cho 2 tấn. Sầu riêng khoảng 10 tấn mỗi năm. Ban đầu thì vợ chồng cũng tự lập hai tay bằng hai bàn tay trắng. Cho nên làm lên bằng công việc kinh doanh tập tành buôn bán thì cũng trải qua nhiều khó khăn vất vả và cũng thậm chí là trải qua những thất bại nữa. Nhưng mà cũng trong quá trình của kinh doanh gần 18 năm thì cũng thu hoạch được những thành quả như ngày hôm nay. Quan trọng là có được sự đồng hành của gia đình và nhất là của chồng con, rồi được sự đồng cảm và chia sẻ của gia đình thì mình mới có được những cái thành công như bây giờ. Hiện mô hình nông nghiệp của chị Nhịp đang tạo việc làm cho khoảng 7 lao động thường xuyên và trên 10 lao động mỗi mùa vụ thu hoạch đến. Mình làm việc cho anh chị hơn mười mấy năm. Anh chị mình cảm thấy mến. Anh chị nó trả lương tháng 7 triệu cũng đủ nuôi vợ con. Học hỏi về cách sống hòa đồng là một này, rồi làm ăn tự hai vợ chồng làm ăn lên này. Rồi giúp đỡ cho những chị em phụ nữ nghèo vượt khó này. Không chỉ thành công với mô hình nông nghiệp tổng hợp mà chị Nhịp hiện còn đang kinh doanh đại lý phân bón. 400 hộ dân trên toàn xã đều sử dụng phân bón do gia đình chị cung cấp, chứ không phải ra tận huyện mua phân bón như trước kia nữa. Và chị cũng thu mua cà phê cho toàn bộ bà con trên địa bàn. Với giá cao, không có tình trạng ép giá. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Nhịp còn rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của mình
tạo động lực cho chị em còn khó khăn phấn đấu vươn lên làm kinh tế. Thời gian sớm nhất thì mình sẽ mở ra một cái lớp để cho các chị em chưa phát triển kinh tế thì tới giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các chị làm ăn kinh tế phát triển, để các chị nhờ đó mà các chị có thêm cái vốn kiến thức cũng như được học hỏi kinh nghiệm để nâng cao thêm, nhằm nâng cao thêm cải thiện cuộc sống gia đình của mình đó. Với thu nhập từ 800 đến 900 triệu đồng một năm từ mô hình nông nghiệp tổng hợp và kinh doanh là nền tảng để chị Trịnh A Nhịt chuyên tâm xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục con cái học hành, phát triển toàn diện. Chị cũng là điển hình phụ nữ thời đại, dám nghĩ, dám làm, vượt khó làm giàu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.